À, tòa soạn báo Quân đội Nhân dân nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc cả nước bày tỏ sự phản đối việc ông Nguyễn Ngọc Luân lợi dụng uy tín danh dự của một số cán bộ cấp cao quân đội để lôi kéo nhằm mục đích thành lập cái gọi là Ban liên lạc người có công Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn một số ý kiến của bạn đọc nhằm làm rõ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Luân cũng như để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để những cá nhân có mưu đồ lợi dụng lôi kéo không những vô tình vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức mà còn ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, theo pháp luật hiện hành, công dân có quyền được lập hội nhưng phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép. Muốn thành lập hội thì một trong những quy định mang tính bắt buộc là phải có ban vận động, tiếp đó phải được bộ, cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh theo đó căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành có thể thấy rằng việc làm của ông nguyễn ngọc luân như báo quân đội nhân dân phản ánh là vi phạm pháp luật nói rộng hơn việc ông luân mạo danh đại tá giáo sư tiến sĩ quân đội tự ý đứng ra thành lập hội trái pháp luật tuyên truyền vận động lôi kéo tập hợp người tham gia tiềm ẩn nhiều nguy hiểm không chỉ sai phạm trong chấp hành các quy định của pháp luật về thành lập hội, việc tự tiện đưa tên nhiều cán bộ, trong đó có những đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước, quân đội vào danh sách của cái gọi là ban liên lạc là hành vi giả mạo và vi phạm pháp luật. Hiện tượng này đang phản ánh một thực trạng nhức nhối là không ít đối tượng đang lợi dụng hình ảnh của những tổ chức, cá nhân có uy tín để lừa đảo người dân, đưa người dân vào cạm bẫy. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của báo Quân đội nhân dân đã nêu trong bài viết vừa qua đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quyết liệt nhằm xử lý nghiêm minh đối với người vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân, tránh bị các tổ chức cá nhân có hành động phi pháp lợi dụng. Đại tá Cấn Văn Thành, nguyên chính ủy trường sĩ quan đặc công chia sẻ: "Tôi và các cựu chiến binh xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội rất bức xúc về hành vi mạo nhận là đại tá, giáo sư lôi kéo thành lập tổ chức bất hợp pháp của ông Nguyễn Ngọc Luân đã được báo Quân đội Nhân dân phản ánh trên số báo ra ngày 21 tháng 8 đây không chỉ đơn thuần là hành vi mạo nhận để ra oai tự đánh bóng mình trước thiên hạ mà việc làm này còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự uy tín của quân đội và cựu chiến binh việt nam việc làm của ông luân có thể chưa gây ra hậu quả nhưng hết sức nguy hại tạo ra những kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc bịa đặt nói xấu đảng nhà nước chế độ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo chia rẽ khối đại đoàn kết thống nhất trong đảng và xã hội đặc biệt quân đội công an là lực lượng chính trị, lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân nên bằng mọi giá phải đấu tranh không để các phần tử cơ hội lợi dụng chức năng này nói xấu, bôi nhọ làm ảnh hưởng uy tín danh dự. Với những hành vi giả danh, mạo nhận chúng ta cần phải lên án trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào đều phải tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức ý thức cảnh giác cách mạng chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, bí mật quân sự, bí mật quốc gia, không để kẻ xấu khai thác sử dụng. Cùng với đó, cấp ủy chỉ huy các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ chiến sĩ nhận rõ ý đồ của địch, kịp thời ngăn chặn việc phát tán thông tin xấu độc. Đối với những cán bộ đương chức và nghỉ hưu cần có thái độ thận trọng trong giao tiếp tiếp xúc với người lạ, không để kẻ xấu lợi dụng nhằm bảo vệ uy tín, danh dự quân đội và bản thân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội thông tin Trước khi báo quân đội nhân dân đăng bài, mạo nhận đại tá giáo sư lôi kéo thành lập tổ chức trái phép, bí thư chi bộ trường một số thôn trên địa bàn huyện Đông Anh đã phát hiện một số đối tượng phát tờ rơi tuyên truyền, vận động các cựu chiến binh tham gia cái gọi là ban liên lạc người có công Việt Nam với lời dụ dỗ khi tham gia ban liên lạc này sẽ được cái này, cái khác. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, các đồng chí đã kịp thời báo cáo Đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã, lãnh đạo các xã báo cáo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành xác minh, tổ chức gặp mặt Hội Cựu chiến binh huyện và lãnh đạo toàn bộ các xã liên quan để quán triệt tuyên truyền tới các cựu chiến binh không tham gia tổ chức này. Ngày 22 tháng 8, đồng chí Bí thư huyện ủy đã đọc được bài báo của báo Quân đội nhân dân do đồng chí Trần Đình Hoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện báo cáo. Ngay sau đó, huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân huyện đã triển khai thông báo rộng rãi tới toàn bộ hệ thống chính trị và hội cựu chiến binh để tuyên truyền tới người dân ở góc độ một công dân Tôi đề nghị cơ quan chức năng cần khẩn trương làm rõ sai phạm của ông Nguyễn Ngọc Luân. Chúng ta có cả hệ thống chính trị, có các hội, đoàn thể, tất cả đều hoạt động có tôn chỉ, mục đích dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước. Không thể mạo nhận đại tá quân đội, giáo sư, tiến sĩ rồi tự ý lập hội, tùy tiện ghi tên các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, quân đội vào danh sách ban liên lạc để lôi kéo mọi người tham gia. Việc này là vi phạm pháp luật, cần phải xử lý thật nghiêm minh. Có như vậy, các tổ chức hoạt động tự phát, trái phép mới không còn đất sống đại úy nguyễn đình thành chính trị viên phó đồn biên phòng phú mỹ kiên giang bày tỏ sau khi đọc bài mạo nhận đại tá giáo sư lôi kéo thành lập tổ chức trái phép trên báo quân đội nhân dân tôi cũng như cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang rất bức xúc là đảng viên hội viên cựu chiến binh từng là giảng viên thì ông nguyễn ngọc luân phải là người nắm rõ và gương mẫu trong thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước việc ông Luân mạo nhận là đại tá quân đội, giáo sư tiến sĩ, lợi dụng hình ảnh uy tín một số đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội để vận động lôi kéo nhiều người tham gia cái gọi là ban liên lạc người có công Việt Nam là hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức Việt Nam, trái với quy định kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật. Trong những năm gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng uy tín của quân đội, niềm tin của nhân dân đối với quân đội để thành lập các hội nhóm, các công ty để lừa đảo, trục lợi hay kinh doanh phi pháp. Hoạt động của các đối tượng này, nói chung, của ông Nguyễn Ngọc Luân nói riêng, đã ảnh hưởng xấu đến truyền thống phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, chi bộ trực tiếp quản lý ông Nguyễn Ngọc Luân cần triển khai kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo đúng điều lệ Đảng. Các cơ quan liên quan cần tiếp tục điều tra làm rõ mục đích, động cơ của ông Luân và xử lý thật nghiêm minh theo quy định của pháp luật để răn đe những kẻ đang có ý đồ tương tự đề cao cảnh giác trước những việc làm mờ ám khuất tất là ý kiến của đồng chí hồ quang khánh bí thư đảng ủy xã lộc thiện lộc ninh bình phước thời gian gần đây các phương tiện thông tin đại chúng đề cập nhiều đến những phần tử giả cấp giả danh để thực hiện hành vi tiêu cực mờ ám lập hội này hội nọ với mưu đồ cá nhân thế nhưng vẫn có không ít người nhẹ dạ cả tin thậm chí cổ suý ủng hộ những phần tử đó bởi vậy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tích cực nắm bắt thông tin, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu, đề cao cảnh giác, kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng những hành động, việc làm mờ ám của bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ để sớm có biện pháp xử lý. Trước đây, ở xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, Bình Phước cũng có trường hợp giả mạo cán bộ, công chức, lừa đảo chạy xuất khẩu lao động cho người dân trong xã. Nhờ tay mắt của quần chúng nhân dân phát giác ý đồ của kẻ lừa đảo, chủ động báo cáo chính quyền địa phương nên đã ngăn chặn ngay khi đối tượng mới xuất hiện trên địa bàn, không để xảy ra vụ việc đáng tiếc. Bởi vậy, tôi cho rằng chính quyền các cấp và cơ quan chức năng cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân để miễn dịch trước mọi thủ đoạn lừa đảo và việc làm khuất tất của những kẻ giả mạo, giả danh. Đồng thời, phát huy cao độ vai trò của quần chúng nhân dân, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, không để phần tử tiêu cực có cơ hội thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cựu chiến binh Lâm Đức Ninh, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, ngày Háo sư lôi kéo thành lập tổ chức trái phép, tôi cho rằng những hành vi của ông Luân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh uy tín của một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước và quân đội, nên cần được các cơ quan chức năng điều tra, xem xét có hình thức xử lý thích đáng theo đúng quy định của pháp luật tuy nhiên để đấu tranh có hiệu quả trước tình trạng không ít đối tượng lợi dụng uy tín danh nghĩa của quân đội của hội cựu chiến binh việt nam để thực hiện những động cơ vụ lợi về kinh tế phá hoại về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội các đơn vị quân đội các cấp hội cựu chiến binh cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ hội viên do đơn vị tổ chức mình quản lý thông qua đó nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật để cán bộ chiến sĩ trong quân đội và hội viên hội cựu chiến binh không chỉ thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước mà còn nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động đấu tranh hiệu quả trước những việc làm sai trái của các đối tượng như những hành vi của ông luân